kênh đọc truyện DGKT Audio phát hành. Giọng đọc Khánh Toàn trân trọng giới thiệu cùng quý khán thính giả truyện dài Nghìn Lẻ Một Đêm, bản dịch của tác giả Phan Quang, được dịch vào năm 1981. Ngay bây giờ trân trọng giới thiệu cùng quý vị. Thưa quý vị, sử ký triều đại Sasania, triều đại của những nhà vua nước Ba Tư cổ, đã từng mở rộng biên cương sang đất Ấn Độ và những đảo lớn nhỏ phụ thuộc nước này, đến tận xa mãi bên kia bờ sông Hằng cho tới đất nước Trung Hoa. Có chép rằng ngày xưa dòng họ hùng cường này có một nhà vua từng nổi danh là một đấng quân vương tuyệt vời, muôn dân yêu quý về đức anh minh và tính thận trọng của ngài. Các nước lân bang tôn kính ngài về uy danh lỗi lạc, kiêng nể ngài vì có đạo quân thiện chiến và kỷ luật nghiêm minh. Nhà vua có hai hoàng tử, người con cả tên là Sarya, xứng đáng được kế thừa ngôi báu của vua cha. Người con thứ tên là Sa Dơ Năng, tài đức cũng không thua kém anh về mặt nào. Sau một đời trị vì lâu dài và vinh hiển, nhà vua băng hà, hoàng tử Sarya lên nối ngôi. Theo luật pháp của nước nhà, Sa Dơ Năng không được chia quyền, đành phải sống như một người dân thường. Thế nhưng không những chàng không ganh tị hạnh phúc của anh trai, mà còn hết sức tìm cách để được lòng anh trai. Việc đó cũng chẳng khó khăn gì cho lắm. Sarya vốn yêu mến em trai của mình, càng lấy làm hài lòng về thái độ đó, và chàng muốn chia sẻ sơn hà với em trai. Nhà vua cắt đất phong cho người em trai làm vua nước Đại Tartari. Sa Dơ Năng đi nhậm chức ngay và đóng đô ở Samarkand, thủ phủ của nước này. Đã 10 năm qua kể từ khi hai anh em xa cách, bỗng một hôm thiết tha muốn gặp lại em trai của mình, nhà vua Sarya quyết định cử một sứ bộ đi mời chàng về thăm mình. Vua chọn chính tể tướng của mình cầm đầu sứ bộ ấy. Vị đại thần này có một đoàn tùy tùng xứng đáng với phẩm chất của ông đi theo, lập tức lên đường và rong ruổi khẩn trương. Khi ông đến gần Samarkand, vua Sa Dơ Năng được báo trước, liền cùng với các đại thần của mình ra ngoài kinh thành để nghênh tiếp. Các quan đều ăn mặc rất lộng lẫy, chỉnh tề để tỏ lòng kính trọng vị quan đầu triều của hoàng đế. Quốc vương Tartari vô cùng mừng rỡ đón tể tướng và trước hết là hỏi thăm tin tức về anh trai mình. Tể tướng đáp xong liền trình bày lý do chuyến đi sứ của mình. Sa Dơ Năng lấy làm cảm động lắm. Ngài tể tướng công minh ạ, vua nói, hoàng đế anh ta ban cho ta vinh dự quá lớn, thật không có lời mời nào làm ta thú vị hơn thế này. Nếu anh ta muốn gặp thì ta cũng hết sức nôn nóng muốn thăm người. Thời gian không làm phai nhạt chút nào tình thân yêu của hai anh em ta. Bờ cõi ta đang thanh bình, ta chỉ cần 10 ngày là kịp chuẩn bị lên đường cùng với ngài. Bởi vậy, không cần ngài phải vào kinh thành một thời gian quá ngắn như vậy. Ngài hãy dừng lại đây và cho dựng trại ở chốn này. Ta sẽ ra lệnh mang đến ngay cho ngài và những người tùy tùng của ngài rất nhiều hoa quả tươi và đồ ăn ngon. Lệnh đó được thi hành ngay lập tức. Nhà vua vừa quay gót về đến Samarkand, tể tướng đã thấy có người đưa đến cho mình cơ man nào là thức ăn vật uống, kèm theo những cao lương mỹ vị và tặng phẩm rất quý báu. Trong lúc đó, vua Sa Dơ Năng sửa soạn khởi hành. Ông xử lý những công việc cấp bách nhất,
lập một hội đồng cai trị đất nước trong thời gian mình vắng mặt, và cử đứng đầu hội đồng ấy một vị đại thần mà vua hiểu rõ tài đức và hoàn toàn tin tưởng. Sau 10 ngày, đoàn hộ giá sửa soạn xong xuôi, vua giã từ hoàng hậu rời kinh đô vào buổi chiều để cùng các quan đi hộ giá, tới nghỉ ở hành cung mà vua cho dựng sẵn bên cạnh trại của tể tướng. Vua đàm đạo với viên sứ thần đến tận nửa đêm. Lúc ấy muốn gặp lại một lần nữa hoàng hậu mà vua rất yêu quý, vua một mình liền trở lại hoàng thành và đi thẳng đến hậu cung. Hoàng hậu không ngờ vua quay lại, vừa làm việc bất chính với một tên quan hậu mặt trong nội phủ. Hai người nằm với nhau lâu lắm và bây giờ họ đang say sưa ngủ. Vua rón rén đi vào, tưởng dành cho hoàng hậu, người mà nhà vua ngỡ vẫn yêu thương mình tha thiết, sự bất ngờ lý thú khi được gặp chồng quay lại. Nhưng vua xiết bao kinh ngạc khi trông thấy dưới ánh đèn không bao giờ tắt trong các cung vua phủ chúa, một người đàn ông được nàng ôm ấp trong đôi tay. Vua lặng người, không biết có nên tin vào mắt mình nữa hay không. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vua tự bảo: quái lạ, ta chưa ra khỏi hoàng cung, ta còn ở dưới chân thành Samarkand, thế mà chúng nó đã dám làm nhục ta. Còn khốn nạn, tội của mày không thể không trừng phạt. Ta là vua, ta phải trừng trị những điều vô đạo xảy ra trong đất nước của mình. Là người chồng bị xúc phạm, ta có quyền chính đáng để trả thù. Trong cơn phẫn nộ, nhà vua đáng thương ấy rút kiếm, tiến lại gần giường và chém một nhát kết liễu cuộc đời của hai tên gian phu dâm phụ đang say sưa giấc nồng. Sau đấy, vua túm xác từng tên một, ném qua cửa sổ xuống chiếc hào sâu bao quanh hoàng cung. Trả thù xong theo cách đó, vua ra khỏi kinh thành cũng lặng lẽ như lúc vào và trở lại hành cung. Vừa tới nơi, không hề cho ai biết việc mình vừa làm, vua ra lệnh nhổ trại, lên đường. Mọi việc xong tức khắc. Trời chưa sáng hẳn, Sa Giá đã lên đường trong tiếng trống tiếng chiêng inh ỏi, đưa lại niềm vui cho tất cả mọi người, trừ nhà vua. Vẫn băn khoăn về sự thất tiết của hoàng hậu, nhà vua suốt thời gian đi đường lúc nào cũng buồn rầu, ảo não. Gần tới kinh đô nước Ấn Độ, vua được hoàng đế thân hành dẫn toàn bộ triều đình ra nghênh tiếp, vui mừng biết bao cho hai bậc quân vương được gặp lại nhau. Họ cùng xuống ngựa ôm hôn nhau, và sau khi biểu lộ tình cảm bằng những cử chỉ cực kỳ thân thiết, hai vua cùng lên ngựa sóng cương đi vào thành phố giữa tiếng hoan hô của thần dân vua Anh đến tận cung điện của hoàng đế qua một cái vườn chung vốn dĩ rất tráng lệ và vẫn dùng làm nơi tổ chức các buổi lễ hành liên hoan trong triều, nay càng lộng lẫy vì được sắm sánh thêm các đồ đạc mới. Saria tạm biệt quốc vương Taktaria để cho chàng có thời gian tắm gội và thay đổi trang phục. Nhưng chàng vừa ra khỏi nơi thay áo, hoàng đế đã quay trở lại. Hai anh em cùng ngồi lên một chiếc sập, và trong khi các triều thần kính cẩn đứng ra xa, hai vua bắt đầu đàm đạo với nhau về những câu chuyện giữa hai người anh em đã gắn bó vì tình thân còn hơn vì dòng máu. Lại lâu ngày xa cách, đến giờ cơm chiều, họ cùng nhau dùng bữa, ăn xong lại tiếp tục chuyện trò, đến mãi khi Saria thấy đêm đã quá khuya, đành lui về cung để cho em trai được nghỉ ngơi. Vua em Sa Dơ Năng bất hạnh đi nằm. Nhưng nếu sự có mặt của vua anh có thể làm cho chàng tạm thời lắng quên phiền muộn, thì giờ đây nỗi niềm kia lại càng xuốn sang trong dạ. Đáng lẽ cần phải nghỉ ngơi thì chàng lại nhớ đến những giày vò đau đớn nhất. Những việc làm thất tiết của hoàng hậu lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Chàng không thể nào chịu nổi. Cuối cùng, không sao chợp mắt được, chàng trở dậy. Và vì trong lòng quá sầu muộn bởi những ý nghĩ bi ai,
Trên mặt chàng hiện lên vẻ buồn rầu, khiến cho hoàng đế không thể không nhận ra. Hoàng đế tự hỏi: Quốc vương Tartaria, làm sao vậy nhỉ? Ai đã có thể gây nên nỗi buồn lộ ra nét mặt ấy? Chú ấy có điều gì phàn nàn về sự đón tiếp của ta chăng? Không, ta đã tiếp chú ấy như tiếp một đứa em thân yêu. Về mặt này, ta tự xét chẳng có gì đáng trách. Có lẽ chú ấy buồn vì xa nước nhà, hoặc vì xa hoàng hậu chăng? Nếu đúng là chú ấy buồn vì chuyện đó, thì ta phải trao ngay những tặng phẩm dành cho chú, để chú ấy muốn lên đường trở về Samarkand lúc nào cũng được. Nghĩ như vậy, ngày hôm sau hoàng đế sai đưa đến cho vua em nhiều tặng phẩm, gồm những sản vật hiếm có nhất, đắt tiền nhất, kỳ lạ nhất Ấn Độ. Mỗi ngày hoàng đế lại cho bày ra những trò vui mới để giải nỗi buồn cho em trai. Nhưng những lễ hội thú vị nhất đã chẳng làm cho chàng vui lên được chút nào, lại còn khơi sâu thêm nỗi buồn phiền. Một hôm, vua Sariya ra lệnh mở cuộc đi săn lớn cách kinh đô 2 ngày đường, ở một nơi đặc biệt có nhiều hươu nai. Sarenang xin hoàng đế miễn cho chàng khỏi phải đi theo, viện cớ sức khỏe chàng không cho phép tham dự cuộc săn. Hoàng đế không muốn ép, để cho chàng được tự do và cùng với tất cả triều đình lên đường đi dự cuộc vui giải trí. Hoàng đế đi khỏi, quốc vương nước Đại Tartari còn lại một mình ở nhà, lui về khép kín trong buồng riêng. Chàng ngồi cạnh một cửa sổ, nhìn ra khu vườn. Vườn ngự uyển đẹp đẽ, cùng những tiếng hót của muôn ngàn chim chóc nuôi trong đó hẳn đã đưa lại cho chàng niềm khoan khoái, nếu chàng còn có khả năng cảm thụ. Nhưng vẫn không ngừng bị day dứt bởi nhớ lại hành vi xấu xa của hoàng hậu. Chàng ít nhìn xuống khu vườn hơn là ngước mắt lên trời để than thở cho số phận đáng thương của mình. Tuy nhiên, dù phiền muộn đến thế nào đi nữa, chàng vẫn không khỏi nhận thấy một điều làm cho chàng hết sức chú ý. Một cái cửa bí mật trong hoàng cung đột nhiên mở ra, và từ đó bước ra 20 người đàn bà. Đi chính giữa chính là hoàng hậu, phong thái rất dễ phân biệt với những người khác. Hoàng hậu tưởng quốc vương nước Đại Tartari cũng đã đi săn, liền xăm xăm bước tới tận cửa buồng riêng của chàng. Nhà vua vì tò mò muốn quan sát hoàng hậu, cho nên ngồi nép vào bên trong để vẫn có thể nhìn ra mà không bị người ngoài phát hiện. Chàng để ý thấy những người đi theo hoàng hậu bỏ các tấm mạng che mặt và cởi chiếc áo dài mặc trùm lên những bộ quần áo ngắn. Chàng hết sức kinh ngạc khi nhận ra trong số người mà chàng tưởng gồm toàn phụ nữ ấy có 10 tên đàn ông da đen, mỗi tên ôm ngay lấy một cô nhân tình. Hoàng hậu về phần mình cũng không chịu đứng lâu không có người tình, nàng vỗ tay gọi: Masud, Masud. Lập tức một tên đàn ông da đen tụt từ trên cây cao xuống, vội vã chạy tới bên nàng. Thưa quý vị, vì ngượng ngùng, tôi không thể thuật lại những sự việc xảy ra giữa những người đàn bà và những tên da đen ấy. Đó là một chi tiết chẳng đáng phải quan tâm. Chỉ cần nói rằng, điều mà nhà vua Sarenang trông thấy đủ cho chàng nghĩ rằng anh trai của chàng cũng đáng thương hại không kém gì mình. Cuộc truy hoan của đám người dâm loạn ấy kéo dài đến tận nửa đêm. Cả bọn cùng tắm chung trong một cái hồ rộng, vốn là nơi rất trang nhã ở trong vườn thượng uyển. Sau đó, họ mặc lại quần áo và trở lại cung hoàng đế bằng cái cửa bí mật. Còn tên Masud vốn từ bên ngoài trèo qua thành vào vườn, nay hắn lại trở lại bằng lối ấy. Tất cả sự việc đó diễn ra dưới mắt quốc vương nước Đại Tartari,
gợi lên trong lòng chàng vô vàn suy nghĩ. Thật ta đã nhầm to khi nghĩ rằng điều bất hạnh của ta là cá biệt. Đấy chẳng qua cũng là số kiếp không thể nào tránh khỏi của tất cả mọi người đàn ông, của mọi ông chồng. Bởi vì ngay đến hoàng đế anh trai ta, chúa tể của bao nhiêu đất nước chư hầu, bậc đế vương vĩ đại nhất thế giới, cũng không tránh khỏi được. Đã vậy thì ta héo hon vì buồn khổ, chẳng hóa ra ta hèn yếu lắm sao? Thôi thế, từ nay ký ức về một điều bất hạnh thường tình như vậy không còn đáng khuấy động sự yên tĩnh của đời ta nữa. Và quả nhiên, ngay từ giờ phút ấy, chàng hết buồn phiền. Giá mà không trông thấy cảnh diễn ra dưới cửa sổ, chàng đã không thiết gì đến ăn uống. Thì giờ đây, chàng sai dọn bữa tối và ăn một bữa ngon lành nhất kể từ hôm từ giã Samarkand đến nay. Hơn thế, chàng cảm thấy thú vị nữa khi nghe những lời ca, tiếng nhạc du dương, hòa tấu trong bữa ăn. Những ngày tiếp đó, Sajanang rất vui vẻ. Khi được tin hoàng đế đi săn trở về, chàng ra đón và tươi tỉnh chúc tụng anh trai. Sariya thoạt tiên không chú ý đến sự thay đổi đó của em trai mình. Nhà vua còn mãi nói chuyện tiếc rẻ cho em trai đã không đi cùng mình để tham dự cuộc săn. Và cũng chẳng chờ cho em kịp trả lời, vua đã vội khoe về số lượng lớn hươu nai và dã thú khác được săn bắn và kể lại những điểm vui thích trong chuyến đi săn. Sajanang sau khi chăm chú lắng nghe liền cất lời. Vì không còn bận bịu bởi những nỗi u sầu vẫn ngăn cản chàng, chàng biểu lộ hết trí thông minh. Giờ đây chàng nói bao nhiêu chuyện hay ho và thú vị cùng anh trai. Hoàng đế cứ nghĩ là sẽ gặp lại em trai vẫn trong trạng thái sầu não như trước lúc chia tay, cho nên lấy làm hoan hỷ và vui vẻ. Hoàng đế nói: Chú này, anh cảm tạ trời đất đã làm cho chú có sự thay đổi đáng kinh ngạc trong thời gian anh đi săn. Anh thực sự vui về cái điều đó. Tuy nhiên anh có một thỉnh cầu đối với chú, và anh rất mong chú đáp ứng cái điều anh sắp nói sau đây. Em còn có điều gì dám từ chối anh chứ? Quốc vương Taktari đáp: Đối với Sajanang này, vua anh hoàn toàn có mọi quyền lực. Anh xin anh hãy nói ra, em đang nóng lòng muốn được biết điều anh cần gì ở em. Từ hôm chú đến với triều đình của anh thấy chú luôn luôn buồn bã. Anh đã tìm đủ mọi cách, bày ra đủ trò giải trí mà không có kết quả. Anh nghĩ chắc là chú buồn vì xa nước nhà. Có khi lại nghi ngờ chắc là chú nhớ hoàng hậu của chú ở Samarkand. Một người mà chú đã chọn làm vợ thì chắc chắn phải có nhan sắc đẹp tuyệt trần, cho nên chú mới sinh ra tư lự như vậy. Không biết là anh đoán có đúng không, song anh thú thật, chính vì lý do đó mà anh không muốn gặng hỏi chú nhiều, e làm chú không bằng lòng. Tuy vậy, dù anh chẳng có góp phần gì vào việc đó, khi đi săn trở về thì thấy chú vui vẻ nhất đời. Tinh thần đã hoàn toàn thoát khỏi cái ưu tư nó đã làm cho chú mất hết mọi vui tươi thường nhật. Chú hãy vui lòng cho anh biết tại sao trước kia chú buồn như vậy, và do đâu bây giờ chú lại trở nên vui tươi như vậy. Nghe hỏi, quốc vương nước Đại Taktari trầm ngâm một lát như để tìm cách trả lời. Cuối cùng, chàng đáp như sau. Anh là hoàng đế, là chúa tể của em. Nhưng em van anh hãy miễn cho em không phải trả lời câu hỏi của anh. Ồ, không, 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 không chú ạ. Hoàng đế nói, chú phải đáp ứng, ta thích như vậy. Xin chú đấy, xin chú, chớ có khước từ. Không thể khước từ trước sự gặng hỏi của Sariya, Sajanang nói. Nếu vậy thì thưa anh đã ra lệnh, em xin chiều ý anh. Thế rồi,
chàng thuật lại sự thất tiết của hoàng hậu Samarkand. Kể xong, chàng nói: "Đấy chính là nguyên nhân khiến cho em từng buồn bã. Xin anh xét cho, thái độ của em như vậy có sai lầm hay chăng?" "Ôi em tôi," hoàng đế thốt lên, chứng tỏ nhà vua thông cảm xiết bao mối hận của nhà vua Tartari. "Câu chuyện của chú vừa kể cho anh nghe mới đáng ghê tởm làm sao. Anh phải kiên nhẫn lắm mới nghe được tới cùng đấy. Anh khen ngợi chú đã trừng trị những tên phản trắc láo xược dám xúc phạm em như vậy. Không ai có thể trách cứ hành động của em. Em đã cư xử như vậy là công minh. Về phần anh thú thật, nếu vào địa vị anh là chú, có lẽ anh không kiềm chế được như chú đâu. Có lẽ anh không bằng lòng chỉ giết chết một con đàn bà mà thôi. Anh nghĩ rằng anh có thể phải xử tử hơn 1.000 đứa mới hả được cơn điên giận. Giờ anh không còn ngạc nhiên về sự buồn phiền của chú nữa. Nguyên nhân gây nên thật quá cay đắng, quá tủi nhục. Làm sao mà tránh khỏi được sự ưu tư? Thật lạ lùng làm sao. Không, anh tin rằng không bao giờ có thể xảy ra cho ai cái chuyện như vừa xảy ra với chú. Nhưng rốt cuộc phải tạ ơn Thượng Đế đã đưa lại cho chú niềm an ủi. Và bởi vì anh tin chắc nó có căn cứ đấy. Chú hãy vui lòng cho anh rõ là nhờ đâu mà chú lại trở lại bình tâm. Chú hãy thật lòng giải bày tâm sự cùng anh. Vua em Sajanang càng thấy khó nghĩ đối với điều này hơn cả điều trước, bởi nó liên quan đến chính anh trai của mình. Nhưng rồi chàng cũng đành nhượng bộ trước những lời khẩn khoản của hoàng đế Sariya. Chàng tâu: "Vậy thì em sẽ tuân lời anh, vì anh đã khăng khăng muốn biết rõ. Em sợ rằng sự phục tùng của em sẽ gây cho anh nhiều điều phiền não hơn cả em trước đây. Nhưng mong anh rồi đây chỉ nên tự trách mình, vì chính anh đã buộc em phải nói ra một điều mà lẽ ra em muốn chôn vùi trong lãng quên vĩnh viễn." Này, điều chú vừa nói đó càng kích thích thêm sự tò mò của anh đấy. Sariya ngắt lời: "Chú hãy mau nói ra cái điều bí mật ấy cho anh nhé. Cho dù nó như thế nào đi chăng nữa, anh muốn nghe." Không thể khước từ được, quốc vương Tartari đành kể lại chi tiết tất cả những điều đã thấy về những tên da đen cải trang, về cách cư xử của hoàng hậu cùng các người hầu, mà không quên nhắc tên Masud. Chàng nói tiếp: "Sau khi đã chứng kiến tất cả những việc xấu xa đó, em nghĩ rằng tất cả đàn bà đều một ruột như nhau. Họ không thể nào cưỡng nổi dục vọng. Suy nghĩ như vậy đã làm cho em tỉnh ra. Sự bình thản về tâm hồn của một người đàn ông mà lại tùy thuộc vào đức hạnh của đàn bà thì quả thật quá hèn kém. Ý kiến ấy dẫn em đi đến một suy tư khác. Và cuối cùng em cho rằng không có cách nào tốt hơn là tự mình khuây khỏa. Cũng khó khăn đấy, nhưng cuối cùng em đã vượt qua được anh ạ. Nếu anh tin lời em, xin anh hãy làm như em." Mặc dù lời khuyên ấy đúng đắn, hoàng đế vẫn không thể nghe theo. Nhà vua còn nổi giận: "Quái thật! Chánh cung hoàng hậu nước Ấn Độ ta mà lại có thể xoa đọa một cách bỉ ổi như vậy ư? Không, chú ạ. Anh không thể nào tin điều chú nói nếu anh chưa được chứng kiến tận mắt của anh. Bởi vì cái việc này nó quá quan trọng. Nó đáng để cho anh tự mắt mình trông thấy, mắt thấy tai nghe thì anh mới tin, anh mới khẳng định được." "Thưa anh, nếu anh muốn chứng kiến việc đó thì chẳng có gì quá khó khăn. Anh chỉ việc tổ chức một chuyến đi săn nữa. Và khi hai anh em ta đều đi ra ngoài kinh thành cùng với các quan của hai triều,
chúng ta sẽ nghỉ lại ở hành cung. Và đêm đến thì riêng hai anh em mình sẽ trở lại buồng riêng của em. Em tin chắc chắn rằng hôm sau anh sẽ nhìn thấy những việc mà em đã nhìn thấy. Hoàng đế Sariya chấp nhận cái mẹo đó và lập tức truyền tổ chức một chuyến đi săn mới. Nội nhật hôm ấy, các hành cung đã được cất lên ở những nơi quy định. Ngày hôm sau, hai vua lên đường cùng với tất cả hai đoàn tùy tùng. Họ đến nơi cần hạ trại và ở lại đấy cho đến tối. Lúc này, Sariya triệu tể tướng đến, không nói rõ ý định của mình. Nhà vua ra lệnh cho tể tướng thay mình khi vắng mặt và không được cho phép một ai ra khỏi trại với bất kỳ lý do gì. Truyền lệnh xong, hoàng đế cùng quốc vương nước Đại Tartari lên ngựa trở lại kinh thành, đến cung điện của Sajanang. Họ đi ngủ. Sáng hôm sau họ dậy thật sớm, ngồi bên cạnh cửa sổ nơi mà quốc vương Tartari đã nhìn thấy cảnh bọn người da đen hành lạc. Hai người hưởng không khí mát lành vì lúc này mặt trời còn chưa mọc. Vừa trò chuyện, thỉnh thoảng họ lại đưa mắt ngó về phía cánh cửa bí mật. Cuối cùng, cánh cửa ấy cũng mở ra. Xin được kể lại vắn tắt trong mấy lời. Hoàng hậu xuất hiện cùng với bọn người hầu, cùng 10 tên da đen cải trang và cất tiếng gọi Masud. Những điều hoàng đế trông thấy đủ cho vua hoàn toàn tin chắc rằng nỗi nhục nhã và sự bất hạnh của mình. Trời đất ơi! Vua kêu lên. Bị ổi làm sao? Kinh tởm biết bao! Vợ một bậc đế vương như ta đây lại có thể phạm điều xấu xa ấy. Sau việc này, còn có nhà vua nào dám khoe khoang rằng mình là người hoàn toàn hạnh phúc chứ? Ôi em của ta! Hoàng đế ôm chầm lấy em trai và tiếp. Thôi, hai anh em mình hãy từ bỏ cuộc đời này. Trên đời này, mọi việc đều là giả dối. Chẳng qua nịnh hót, rồi lại phản chắc ngay lập tức. Chúng ta hãy từ bỏ hết sơn hà xã tắc. Hãy từ bỏ tất cả phù hoa hào hoáng quanh ta. Anh em mình, hãy đi đến những đất nước xa lạ. Hãy kéo lê cuộc đời tăm tối mà che giấu cái điều bất hạnh, đau đớn của riêng mình. Vua em Sajanang không tán thành quyết định của anh trai, nhưng chàng không dám cưỡng lại trong khi Sariya đang trong cơn nóng giận. Chàng đáp. Thưa anh, ý em cũng không khác gì ý của anh. Em sẵn sàng đi theo anh đến bất cứ một nơi nào anh muốn. Nhưng xin anh hãy hứa với em là chúng ta sẽ quay trở về nếu chúng ta gặp được một kẻ nào đó mà còn đau khổ, bất hạnh hơn chúng ta. Anh hứa với chú, hứa với chú. Hoàng đế đáp. Nhưng anh không tin còn có thể một người nào đau khổ bất hạnh hơn hai anh em mình. Thưa anh, em thì em không đồng ý với ý kiến của anh. Vua Tartari nói. Hơn thế, em còn nghĩ chúng ta chắc chẳng phải đi quá lâu đâu, rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Nói xong, hai người bí mật ra khỏi hoàng cung, rồi theo một con đường khác với con đường họ từ hoàng cung trở về hôm trước. Họ đi mãi, đến tối mịt, cho tới khi không còn nhận ra đường nữa mới dừng chân ngủ đêm đầu tiên dưới một gốc cây. Sáng tinh mơ hôm sau, họ lại tiếp tục đi cho đến khi tới một bãi cỏ đẹp ở bên một bờ biển. Ở đây, rải rác có nhiều cây to bóng mát tùm. Hai anh em ngồi cạnh một gốc cây để nghỉ chân, hóng mát và đàm đạo về sự thất tiết của các hoàng hậu. Hai người trò chuyện chưa lâu, bỗng nghe từ phía biển, cũng khá gần bờ thôi, một tiếng động khủng khiếp cùng một tiếng thét kinh hồn làm cho họ vô cùng hoảng sợ. Thế là mặt biển liền mở ra, một cột đen rất lớn từ dưới nước đùn lên cao tới tận mây xanh.
Cảnh tượng đó làm cho hai nhà vua càng khủng khiếp. Hai anh em vội vàng đứng dậy, leo lên một cái cây có vẻ dễ nấp kín nhất. Hai người vừa lên tới ngọn, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, nơi mặt biển vừa mở ra, thì thấy một cái cột đen ấy rẽ nước tiến vào bờ. Lúc đầu chưa nhận ra vật gì, nhưng lát sau họ đã hiểu ra ngay. Đấy là một trong những hung thần tinh danh, độc ác, kẻ thù không đội trời chung với loài người. Lão ta đen thui và xấu xí, hình dáng thật sự là một tên khổng lồ lêu đêu. Trên đầu lão đội một cái hòm lớn bằng thủy tinh được khóa chặt bởi 4 chiếc khóa thép ròng. Lão đội cái hòm ấy đi vào bãi cỏ và đặt xuống đúng ngay dưới gốc cây hai người đang ẩn nấp. Hai vua hiểu mình đang trải qua một tai ương ghê gớm và cho là sắp bị giết chết đến nơi. Lão hung thần ngồi xuống cạnh hòm, lấy 4 chiếc chìa khóa đeo ở thắt lưng ra mở khóa, rồi nhấc ra một người đàn bà ăn mặc rất sang trọng, dáng dấp đường bệ và sắc đẹp tuyệt trần. Con quỷ sứ để nàng ngồi xuống bên cạnh và nhìn nàng say đắm. Phu nhân ơi, người đẹp tuyệt vời trong tất cả mọi người đẹp ơi. Con người đáng yêu mà ta đã bắt cóc trong ngày cưới của nàng, và từ ngày ấy đến nay ta luôn luôn yêu quý. Nàng hãy cho ta được ngủ một lúc bên cạnh nàng. Chính vì ta buồn ngủ cho nên mới định đến nơi đây nghỉ ngơi chốc lát. Nói xong, lão gối cái đầu to xù lên đùi người đàn bà, duỗi đôi chân dài ra tận biển, rồi chẳng mấy chốc ngủ say, tiếng ngáy vang động cả bờ biển. Người đàn bà tình cờ ngước mắt nhìn lên, bỗng trông thấy hai vua trên ngọn cây, liền ra hiệu bảo hai người nhẹ nhàng tụt xuống. Hai vua cực kỳ khiếp đảm khi thấy mình bị phát hiện. Cũng bằng cách ra hiệu, hai nhà vua xin người đàn bà miễn cho họ phải tuân theo. Nhưng ả ta sau khi nhẹ nhàng nhấc đầu lão hung thần ra khỏi chân mình, đặt xuống đất, liền đứng lên và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng tha thiết. Hãy xuống đây. Nhất thiết hai chàng phải xuống đây với em. Họ muốn ra hiệu cho ả hiểu là họ sợ lão hung thần, nhưng vô ích, ả vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng ấy. Hai chàng hãy xuống đây. Nếu hai chàng không nghe lời em sẽ đánh thức con quỷ này, nó dậy và chính em sẽ xui nó giết chết hai chàng. Câu nói ấy làm hai nhà vua lo sợ, đành phải bắt đầu tụt xuống gốc cây một cách hết sức thận trọng để tránh làm lão hung thần kia thức giấc. Khi họ xuống đến đất rồi, ả cầm tay họ và dẫn đến một nơi xa xa dưới hàng cây, buộc họ phải làm điều dâm đãng. Họ khước từ, nhưng trước những lời dọa nạt và sợ bị lộ, họ đành phải vâng theo. Sau khi đạt được điều mong muốn, trông thấy mỗi chàng đeo một chiếc nhẫn to ở ngón tay, người đàn bà liền hỏi xin. Vừa cầm trong tay hai chiếc nhẫn, ả tìm một cái hộp để trong túi đựng đồ trang sức, lấy ra một sợi dây có sâu nhiều chiếc nhẫn đủ kiểu, đưa cho hai chàng xem. Hai chàng có biết những vật này có ý nghĩa gì không? Không. Họ cùng đáp. Chắc nàng ạ, có thể cho chúng tôi biết hay không? Đây là nhẫn của những người đàn ông đã từng ân ái với tôi đấy. Đúng 98 chiếc. Tôi giữ để làm kỷ niệm. Tôi vừa xin hai chàng cho 2 chiếc, là chẵn 100. Như vậy là đến ngày hôm nay tôi có đúng 100 tình nhân. Mặc cho sự phòng xa và tìm mọi cách ngăn ngừa của lão hung thần xấu xí bám giết lấy tôi này, mặc cho lão nhốt tôi trong chiếc hòm thủy tinh, mặc cho lão giấu tôi dưới tận đáy biển, tất thảy đều vô ích mà thôi. Tôi vẫn có cách đánh lừa được lão. Các chàng thấy đấy, khi một người đàn bà có sẵn điều tình ý rồi thì không có ông chồng hay người yêu nào có thể ngăn giữ không cho người ấy thực hiện bằng được tình ý của mình. Tốt hơn là đàn ông chớ có nên trái ý đàn bà. Có lẽ đó là cách tốt nhất cho đàn bà giữ được tiết hạnh đấy.
Nói xong, người đàn bà xâu hai chiếc nhẫn vào cùng một chuỗi với những chiếc kia. Đoạn, ả ta lại trở về ngồi vào chỗ cũ, bê đầu lão hung thần, đặt gối trở lại lên đùi mình, cố không làm cho lão thức giấc, rồi ra hiệu bảo cho hai nhà vua hãy đi nơi khác. Hai vua theo đường cũ quay trở về. Khi đã đi ra ngoài tầm mắt của người đàn bà và lão hung thần, Saria lên tiếng hỏi em trai Sazenang. Này, này chú, chú có nghĩ gì về cái chuyện vừa xảy ra không? Lão hung thần có một bà vợ. Trời, chú có nhận thấy là thật không có gì so sánh nổi cái sự tai quái của đàn bà hay không? Thưa anh, có. Quốc vương của vua nước Đại Tartari đáp. Và anh hẳn cũng phải đồng ý với em rằng lão hung thần còn đáng thương hại và đau khổ hơn cả hai anh em mình. Bởi vậy, chúng ta hãy quay trở về, vì ta đã gặp được điều mà chúng ta đang tìm kiếm. Và chúng ta cũng chớ vì cái chuyện đó mà thôi không ăn ở với đàn bà. Ôi, về phần em biết cách làm sao để giữ cho trọn niềm tin của mình. Lúc này đây, em chưa muốn nói ra, nhưng một ngày kia anh sẽ nhận được tin tức về em. Và em tin rằng anh sẽ noi gương của em. Hoàng đế tỏ ý đồng tình. Hai người tiếp tục đi cho tới hết đêm thứ ba kể từ ngày xuất phát, thì họ trở về đến nơi hạ trại. Tin hoàng đế trở về được lan truyền. Từ sáng sớm các triều thần đã tề tựu trước hành cung. Nhà vua cho mời vào, tiếp các quan với vẻ tươi cười hơn thường lệ và ban thưởng cho tất cả mọi người. Sau đó nói rằng mình không muốn đi xa nữa, vua truyền cho mọi người lên ngựa để trở về hoàng cung. Vừa tới nơi, hoàng đế lập tức đến hậu cung, ra lệnh bắt trói hoàng hậu ngay trước mặt mình, rồi sai vị tể tướng mang đi xử trảm. Viên đại thần này thi hành lệnh vua mà cũng chẳng buồn hỏi xem hoàng hậu đã phạm tội gì. Nhà vua đang giận dữ không chỉ bằng lòng có thế, vua tự tay chặt đầu tất cả những nàng hầu của hoàng hậu. Sau sự trừng phạt nghiêm khắc ấy, tin chắc rằng trên đời không có một người đàn bà nào là tiết hạnh. Và để ngăn ngừa, không cho những người mà mình sẽ ăn nằm trong tương lai có cách gì thất tiết với mình, vua quyết định cứ mỗi đêm lấy một người làm vợ, rồi cho xử trảm những người đàn bà ấy ngay vào sáng hôm sau. Đặt ra cái luật nghiệt ngã ấy rồi, hoàng đế thề sẽ thực hiện ngay lập tức sau khi em trai lên đường trở về nước. Quốc vương Tartari chẳng bao lâu cũng từ biệt anh trai để lên đường, mang theo nhiều tặng phẩm quý báu. Sazenang đi khỏi, Saria truyền cho tể tướng đưa đến cho mình con gái của một viên đại tướng. Tể tướng tuân lệnh, hoàng đế ăn nằm với nàng. Sáng hôm sau khi giao lại cho tể tướng để mang đi hành quyết, vua lại truyền cho ông phải tìm một người con gái khác cho đêm tới. Dù đau khổ đến đâu cũng phải thực hiện những mệnh lệnh như vậy, tể tướng cũng bắt buộc phải thi hành nghĩa vụ của ông và nhắm mắt tuân theo mọi lời phán bảo của hoàng đế. Ông sai đưa đến cho nhà vua một người con gái của một võ quan cấp dưới. Cô này sáng hôm sau bị xử trảm. Tiếp đó là ái nữ của một nhà giàu có trong kinh thành. Tóm lại, cứ mỗi tối có một người con gái trinh đi lấy chồng và sáng hôm sau có một người vợ bị giết hại. Tiếng đồn về hành động bất nhân vô tiền khoáng hậu ấy gây nên sự hoang mang trong khắp kinh thành. Đi đâu cũng chỉ còn nghe thấy tiếng kêu gào khóc lóc. Chỗ này là một người cha nước mắt đầm đìa tuyệt vọng vì vừa mất đứa con. Nơi kia là một bà mẹ thân yêu rên rỉ sợ con gái của mình rồi cũng sẽ lâm vào cảnh ngộ ấy. Thế là thay vào những lời ca ngợi và tạ ơn mà hoàng đế vẫn nhận được từ trước đến giờ, nay chỉ còn lời chăm họ nguyền rủa nhà vua. Vị tể tướng, như đã nói ở trên, buộc lòng phải thi hành mọi điều bất công khủng khiếp. Ông có hai người con gái, cô đầu tên Seherarat
Người con thứ hai tên là Dinazat. Cô em không kém chị về tài hoa đức hạnh, song người chị không những dũng cảm hơn tất cả nữ nhi, cô lại vô cùng thông minh và rất mực trí lự. Nàng đọc rất nhiều sách và có trí nhớ kỳ diệu đến nỗi chẳng bao giờ quên bất cứ một điều gì mà đã đọc qua. Nàng hiểu biết thành thạo các môn triết học, y học, lịch sử và mỹ thuật. Nàng làm thơ hay hơn thơ của những thi sĩ nổi tiếng nhất đương thời. Ngoài ra, nàng lại có sắc đẹp tuyệt trần và sáng ngời trên tất cả những mặt tài hoa ấy là đức hạnh kiên trinh. Tể tướng yêu quý con gái nồng nhiệt và nàng quả xứng đáng với tình yêu thương của cha mình. Một hôm, hai cha con đang trò chuyện, nàng tâu với cha: Thưa phụ thân, con có một điều van xin cha. Con thiết tha mong được cha cho phép. Cha sẽ không từ chối con, tể tướng đáp, miễn là yêu cầu của con chính đáng và phải chăng? Dạ, gọi là chính đáng thì không thể có điều nào chính đáng hơn ạ. Nàng Seherat nói, cha có thể xem xét qua nguyên do thúc đẩy con ngỏ lời khẩn cầu. Con có ý định ngăn chặn những hành động dã man mà hoàng đế đang gây ra cho mọi gia đình trong kinh thành. Con muốn xua tan nỗi lo chính đáng của biết bao bà mẹ đang lo sợ phải mất con gái một cách thảm thương. Ôi con ạ, ý định của con thật là đáng khen. Nhưng cha thấy tai họa mà con muốn ngăn chặn ấy hình như không có cách gì ngăn chặn được. Làm sao sức con có thể làm tròn được cơ chứ? Thưa cha, bởi vì qua sự môi giới của cha mà mỗi ngày hoàng đế cưới một người vợ mới, con van xin cha hãy vì tình thương con mà cho con được vinh dự nâng khăn sửa túi cho hoàng đế. Tể tướng không thể nén kinh hoàng khi nghe câu nói đó. Trời! Ông giận dữ thốt lên. Này, con mất trí rồi hay sao hả con gái? Con không biết là con vừa thỉnh cầu cha một cái điều cực kỳ nguy hiểm sao? Con đã biết rõ hoàng đế từng long trọng thề là chỉ ngủ một đêm với một người đàn bà rồi cho giết người ấy ngay vào sáng hôm sau. Ấy thế mà con lại muốn cha tâu xin người để lấy con sao? Con có nghĩ rằng sự nông nổi của con sẽ đưa con đến tai họa hay không? Dạ vâng thưa cha, con hiểu rõ tất cả mọi nguy hiểm con sẽ phải trải qua. Nhưng nó không hề làm cho con sợ hãi. Nếu con chết, cái chết của con sẽ quang vinh. Nếu con thành công trong việc này, con sẽ giúp cho quê hương đất nước một công việc quan trọng. Không, 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 không. Cho dù con có nói thế nào đi nữa, con cũng chớ có nghĩ rằng cha sẽ bằng lòng cho con lao vào cái nỗi hiểm nghèo ghê gớm ấy. Rồi khi hoàng đế truyền cho cha sai người đâm lưỡi dao vào ngực con, thần ôi, thế tất là cha phải tuân lệnh. Công việc ấy đau đớn xiết bao cho một người cha. Ôi, nếu con không sợ chết thì ít ra con cũng phải sợ gây nên cho cha nỗi đau khổ cùng cực là thấy bàn tay mình phải nhuốm máu của con gái mình. Nàng Seherat vẫn khăng khăng: Thưa cha, một lần nữa con xin cha chấp thuận cho điều con thỉnh cầu thưa cha. Sự cứng đầu của con làm cho ta nổi giận. Tại sao con cứ muốn tự mình lao vào chỗ chết như vậy? Ai không nhìn thấy trước một công việc nguy hiểm mà mình sắp dấn thân và rồi kết thúc ra sao, ắt sẽ không thể nào thoát khỏi cái công việc ấy một cách tốt đẹp. Cha sợ rồi đây sẽ xảy ra cho con cái điều mà đã từng xảy ra cho con lừa trong câu chuyện ngụ ngôn này.
Thưa cha, điều không may gì đã xảy ra cho con lừa ấy ạ, thưa cha. Nàng Serarat hỏi. Tể tướng đáp. Đây, đây, được rồi. Cha sẽ kể cho con nghe. Hãy lắng tai nghe đây. Kính thưa quý vị và quý khán thính giả muốn biết chuyện gì đã xảy ra đối với con lừa trong câu chuyện mà viên tể tướng kể. Quý vị hãy chờ đợi ở phần 2. Cảm ơn toàn thể quý vị.